đang kiếm cách giúp đỡ về lây nhiễm con việc mới ở bên philadelphia chính phủ có lẽ là đưa ra kêu mọi người phải cần đeo khẩu trang trở lại có lẽ là bắt phải đeo khẩu trang trở lại những cái chỗ cộng đồng những chỗ ở bên trong trong vòng một tuần sắp tới đây theo bà bác sĩ, bà nói về cái chuyện mà đại dịch. Bà đang lo, đang lo cho những cái người mà ở gần bà và trong gia đình những người lớn tuổi. Mùa xuân đã trả lời, trả lời với con việc biến thể BA2 For more than 72 of new COVID cases. đó là hơn 72% số người bị nhiễm mới trên Hoa Kỳ, đó là con việc biến thể BA2. Tính ra, từ một tuần rồi đã tăng lên gần 10%. Now, Trong lúc này, số người nhập viện đang được giảm, số người chết cũng đang giảm. Bà bác sĩ bà nói tôi đây đang lo ngại đó là con việc biến thể Omicron BA2 này sẽ đưa lên một cơn sóng mới của con việc. Đó là nhiều chỗ trên Hoa Kỳ chích thúc ngừa rất là thấp. Đối với những người lớn tuổi nữa, chích thúc ngừa rất là thấp. Chỉ có khoảng chừng 70% những người lớn tuổi trên Hoa Kỳ đã chích thúc ngừa thôi. Và trong lúc này, những nhà chức trách cũng đang khuyến khích nên chích booster shot. Sau khi chích cái booster shot, chừng 3 tháng là 60%. Và cái câu hỏi mà mới vừa mấy tuần vừa qua đó, nói về cái chuyện mà cái booster shot thứ hai. Theo của bên Israel, họ đã chích rồi báo cho biết đây là rất là tốt cho chúng ta, cái booster thứ hai. Những người mà trên 60 tuổi thì nên chích cái booster shot thứ hai này. Đó là rất là rõ ràng cho chúng ta biết especially since some studies say BA2 is more contagious than Omicron. Theo nhà chức trách nói cho biết là con việc biến thể Omicron BA2 này nó lây nhiễm nhanh hơn là cái bình thường. Giống như ông thống đốc của bên New York. Ông ta hiện tại đang cách ly, ông ta đã test bị nhiễm coronavirus theo một số nhà y tế nói cho biết ngay bây giờ là cái lúc mà nên làm bắt đầu từ ngày hôm nay học sinh ở trường đại học Columbia ở gần New York City bắt buộc phải cần đeo khẩu trang đeo khẩu trang ở trong lớp học